sẽ kể đúng này. Mở ra. Để bạn sẽ kể. Hứng ít nước đem ra đây cho mẹ. Thau trắng đúng không? Ừ, thau đó, đúng rồi. Hứng ít nước. Trời, nó hứng nước đó kìa. Thì hát nước đó đó. Rồi, được rồi. Đâu, chị coi coi. Rồi, đem ra đây. Yeah. Tới mà chi trứng cho con ăn. Con rối trộn xíu này, trộn như này, trộn à. Dạ, chị đây. Bỏ xong mình lấy ra, chừng nào mình đặt kia thì mình lấy ra ăn xiên qua.
bánh sa kê rồi ăn thôi mấy đứa ơi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.